Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, tu tội vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Chúng tôi đang gửi đến quý vị vụ kiện tụng tranh chấp với mạng truyền thông xã hội của ông Trump, Truth Social Media, với tắt là DJT. Cổ phiếu này sáng nay trao đổi xuống thêm 1 đồng 62 cent dưới 50 đô la và chưa đầy một tháng qua kể từ khi chính thức ra mắt bán trước công chúng, gọi tắt là IPO đó, từ 79 đồng 38 cent. Từ 12 đồng 40 cent là điểm khởi đầu, hầu như không ai mua được với cái giá này, bởi vì cái giá này, cái giá phần lớn là cho các cổ phần của các của công ty. Từ 12 đồng 40 cent lên đến 79 đồng 38 cent. Hôm nay thì còn 49 đồng 97 cent, cái sự lên xuống dữ dội lắm. Cái số cổ phiếu được bán ra, mua bán trong ngày hôm nay là khoảng 2 triệu 500 ngàn. Phần lớn những người mà mua lúc đầu đó, tức là mở cửa mua đó, họ được quyền trao đổi. Thì có những người khi mà lên tới 79 đồng đó, họ bán, họ kiếm lời rất là cao. Bởi vì lúc đầu họ mua có thể là 20, 30 hoặc là 40 đồng, sau đó họ bán với giá 79, lời rất nhiều. Còn những người mà nhảy vào mua lúc từ 70 đồng trở lên, có người thậm chí mua tới 79 đồng đó, thì ôm đầu máu theo các nhà chuyên gia. Phần lớn đây là những người ủng hộ ông Trump. Truth Social Media cho tới giờ phút này chỉ có 5 triệu thành viên. Và hầu hết là đều là những người ủng hộ ông Trump, là những người MAGA đó, Make America Great Again. Không có những người không ủng hộ ông. Và vì thế hầu như cái hoạt động này nó đi theo chiều hướng một chiều. Vì vậy các nhà phân tích tình hình tài chính đó, họ nói nó lên rất nhanh nhưng mà rồi có thể sụp đổ rất lớn. Bởi vì cho đến giờ phút này chưa biết được các hoạt động của Truth Social này, trang mạng của ông Trump, sẽ kiếm tiền từ đâu. Quảng cáo, và quảng cáo với cái số mà chỉ có 5 triệu thành viên thôi đó, so với lại Twitter 40-50 triệu, Facebook cả 100 triệu và Google vân vân cả 100 triệu, cả tỷ thành viên như vậy đó. Họ kiếm lời bởi vì bán quảng cáo. Còn True Social thì tuyên bố lỗ lã trong thời gian qua. Họ tuyên bố lỗ bởi vì họ vẫn phải mướn nhân viên rồi điều hành cả một cái mạng xã hội như vậy nữa, tuyển thuê mướn vân vân. Cho nên lỗ nhiều triệu Mỹ Kim. Mà nếu mà tiếp tục lỗ như vậy đó là ảnh hưởng rất lớn. Chưa kể là lại đương đầu với cái vụ kiện ngày hôm nay. Phần của ông Trump kiện hai nhân vật đó, ông nói rằng đó là lý do không có thành lập một cách đúng đắn, improper, thành lập đúng đắn. Có nghĩa là họ nói rằng hai nhân vật này đã trì hoãn, mà lẽ ra True Social đã bán được cả 1.5 năm trước và qua đó khiến ông lỗ lã. Thì cái việc mà đưa ra cái đơn kiện như vậy, không biết là bên phía tòa án xét xử ra sao. Ông nghĩ rằng ở Florida đó, thì tòa có thể chuộng theo ý ông, với mục tiêu đẩy hai nhân vật này. Mà nếu đẩy hai nhân vật này ra, điều đó có nghĩa là Truth Social sẽ có thêm lời. Tuy nhiên cho đến giờ phút này đó, theo các quy định lúc mà thành lập, thì cá nhân ông Trump, con của ông Trump, những người mua cổ phiếu và giữ các cổ phần lúc đầu đó, sẽ phải mất tới 8 tháng không được bán lúc này. Và đó là lý do tại sao ông không thể dùng cái Truth Social này để làm collateral, tức là làm tài sản thế chấp trong cái đơn mà ông kháng cáo hầu tra ở tiểu bang New York được. Mất 8 tháng, cho nên nói là nói, thì cái trị giá hiện nay họ nói rằng ông Trump có tới 4-5 tỷ đó, nó chỉ là trên giấy tờ cho đến khi nào ông bán được. Nhưng mà cái chuyện bán Truth Social của ông lúc này đó, mặc dù bán 1 triệu, 2 triệu cổ phiếu đó, hoàn toàn bị ngăn cấm cho tới 8 tháng sau.
Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì văn phòng Sheriff ở tại quận San Bernardino cho biết là họ sẽ chính thức bị Bộ Tư pháp điều tra về một cái vụ, đó là một thiếu nữ 15 tuổi đáng lý ra cần được Sheriff giải cứu khi mà bị cha của mình bắt cóc. Cái vụ này xảy ra năm 2022, nhưng mà trong cái quá trình này đó thì có những cái sai sót khiến cho cô bé này bị chính những cái người cảnh sát ở văn phòng Sheriff bắn chết. Mà bây giờ những cái đoạn video do cái văn phòng Sheriff này đưa ra thì cho thấy giống như có sai sót, nhưng mà bây giờ không biết là ai sẽ chịu trách nhiệm. Thì đây là hình ảnh của cha con cô bé. Cô bé tên là Savannah Graziano, 15 tuổi. Còn ông cha đó tên là Anthony Graziano, 45 tuổi. Chuyện xảy ra là ngày 26 tháng 9 năm 2022. Ngày hôm đó, thưa quý vị, phía cảnh sát đó họ cho biết là người cha này đó đã cãi cọ với người vợ cũ là mẹ ruột của bé, là xách súng đến bắn chết vợ cũ rồi lôi con gái vào trong cái xe pickup truck. Thì khi mà bắn bà vợ như vậy đó, hàng xóm người ta cũng thấy, cho nên là họ túa ra họ gọi cảnh sát. Thì khi mà gọi cảnh sát đó, thì một lúc sau phía cảnh sát chính thức đưa ra cái Amber Alert, là quý vị cũng nhớ Amber Alert là xác nhận là con nít dưới 18 tuổi bị bắt cóc đang bị khống chế. Và họ có cái mô tả về cái chiếc xe pickup truck mà cái tay này lái. Thì khi mà y lái chạy đi như vậy đó, cuối cùng một ngày sau thì cảnh sát mới tìm được y. Lúc đó y đang chạy ở cái khu vực highway 395 gần thành phố Barstow, thưa quý vị. Thì cảnh sát họ nhận diện được cái chiếc xe, cho nên là chính thức họ rượt đuổi. Thì rượt đến 45 phút lận. Đến cuối cùng, cho khi mà đang chạy đó, thì chắc y bị mà vừa bây giờ đó, report của cảnh sát tại lúc mà rượt như vậy thì có trực thăng họ quay được, cho thấy là trong lúc mà vừa chạy y vừa bắn liên tục ra ngoài. Nhưng mà cảnh sát đó họ nói ở trong những cái bộ đàm của họ thì họ nói là vừa bắn từ cửa của người lái mà vừa bắn ra từ phía passenger nữa, tại vì những cái báo cáo đầu tiên như vậy cho nên có thể dẫn đến những cái sai sót sau này. Rõ ràng cô bé 15 tuổi ngồi ở phía passenger, nhưng mà không biết cảnh sát tại sao họ nói là họ bị bắn từ cái hướng đó ra nữa. Cho nên là lúc đó tất cả cái cảnh sát khi mà họ nhận được cái report như vậy là họ nghĩ trong xe đang có hai tay súng. Và khi mà cái chiếc xe pickup truck của y bị giống như là lạc tay lái, y rớt xuống những cái vùng cát này đó, thì y không có lái đi được nữa. Thế là y bị cảnh sát bao vây. Thì lúc này có trực thăng bay ở trên để mà giám sát tình hình. Thì lúc đó có nghe được cái đoạn video và audio cảnh sát họ đưa ra đó, thì bây giờ cũng không biết được là tại sao, hay là người cảnh sát nào, hay là phía trực thăng họ nhìn thấy. Thì họ có một cái tiếng nói là những người cảnh sát họ nói là passenger mặc cái vest military style, rồi có đeo helmet. Mà rõ ràng là cái vụ rượt đuổi này từ lúc đầu một ngày trước đó là có Amber Alert, là có con nít chỉ có 15 tuổi thôi. Nhưng mà không biết tại sao lúc đó cái radio lại nói như vậy. Và như quý vị thấy đó, sau đó cô bé này bò ra được từ cái cửa passenger. Nhưng mà lúc đó các cảnh sát khác là họ đã nhận được hai cái báo cáo. Một là súng bắn từ cửa passenger, và thứ hai nữa là người passenger có mặc áo vest chống đạn. Thì có thể cái đó từ lúc đó nó đã có cho họ những cái thành kiến là cái người ngồi ở passenger cũng là một tay súng, cho nên là họ vẫn còn bắn đạn rất nhiều. Nhưng mà sau đó nghe được tiếp tục là cái người cảnh sát mà núp gần nhất ở cái xe cảnh sát này đó, thì họ la lên là female juvie come out, nghĩa là con bé nhỏ nữ đang bò ra, thì xác nhận đây là juvie. Và khi đó cái người cảnh sát này đó liên tục la lên với cô bé là come to me, nghĩa là họ xác nhận là cô bé này không có mang súng. Và từ cái hình ảnh của trực thăng cho thấy rõ ràng là cái người cảnh sát ở đây đó la như thế nào, cô bé này nghe theo như vậy, là không có chạy mà lẹ đi, từ từ, có lúc cũng khuỵu xuống rồi có lúc cũng ngừng lại nghe theo cái hiệu lệnh của ông cảnh sát. Và đến lúc mà ổng la lên là come to me thì cô bé này mới chạy rất là nhanh tiến về người cảnh sát. Nhưng mà không biết tại sao ngay lúc đó đạn bắn dồn dập về phía cô này và bắn chết ngay tại chỗ, thưa quý vị. Thì bây giờ đó
Và sau đó thì cái người cha Anthony vẫn tiếp tục ngồi ở trong xe bắn trả lại cảnh sát cho mãi cho đến khi mà bị cảnh sát bắn gục ở chổng. Thì bây giờ phía gia đình đó complain với lại văn phòng công tố viên, nói là thứ nhất tại sao lại có cái sai sót báo lên là cô bé này mặc áo vest chống đạn, rồi thứ hai là rõ ràng những người cảnh sát ở cái xe này đó thấy rõ ràng kêu cô bé chạy đến để họ cứu, nhưng mà cuối cùng bạc đạn từ đâu ra bắn chết cô bé như vậy. Thì chính vì có cái đoạn video nó rõ ràng như vậy cho nên là bây giờ phía Bộ Tư pháp họ chính thức mở cái cuộc điều tra xem là sai phạm từ lúc nào và ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của cô bé này. Họ nói rằng, thưa quý vị, ở phía trên là có cảnh sát cũng đứng nữa, mà có thể là vì miscommunication, vấn đề mà liên lạc không đúng. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo.